nay mình sẽ chạy thử con máy bơm mini này mới mua về và cũng ráp xong hoàn thiện xong hết rồi cho mọi người xem nhé, xem qua nhé. Cũng được. Bây giờ mình sẽ chạy thử. Đây là cái đầu vào đây, mình cắm xuống đây, cắm trộm bể của ông anh ấy. Ông mà biết ông chửi chết. Để mình kiếm cái gì đè cho nó chắc chắn. Tạm đèn pin này đi. Rồi, rớt cả đèn pin nữa là xong luôn. Rồi, đây là ổ điện, mình sẽ cắm thử. Rồi, để mình bỏ cái điện thoại ở đây tí đấy nha. Rõ cho lắm nhỉ. Để mình chạy thử nhá. À, đây là cái vòi đục ra đây. Chạy nhá con, bỏ chân á. Chạy cho anh em xem này. Còn mình bật nhá. Ồ, cái dây đai này của mình mới cho có tầm độ hơn 3 mét thôi. Tầm 3 mét rưỡi rồi. Các bạn thấy được rồi. Mình thấy là khá mạnh đấy. Đó. Thấy không? Ui. Nói chung là mình thấy được đấy. Mà rẻ cái này mình mua có 190.000 cả tiền ship luôn. Ồ, này kia là mạnh nhất, mình thấy nó mạnh kinh khủng rồi. Cho mọi người xem nhé. Để mình thử chị ra ngoài nha. Đó, xa lắm. Rất xa luôn. Ồ, tưới rau tưới đồng ngon này nha. Đó. Đừng dẫm vào. Toàn đừng dẫm vào toàn đây. Toàn chạy ra đi. Được, con đừng dẫm vào dây để hứa ấy cho các bạn xem nữa. À, được, mình thấy nó được đấy. Rồi, video của mình kết thúc ở đây nha. Chào các bạn nhé.